Xin chào các bạn đã đến với trận đấu này và xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với chúng tôi. Đây là một trận đấu vô cùng căng thẳng và các cầu thủ của hai đội biết rằng đây là trận cầu quyết định. Rất vui khi được đồng hành cùng với nhân vật bên cạnh tôi đây. Chào anh. Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được chứng kiến trận đấu giữa hai đội bóng đang có phong độ rất tốt và sẽ là một trận đấu không khoan nhượng giữa hai đội. Vâng, đó đúng là một điều thực sự tuyệt vời. Và với sức nóng của sân, chắc là chỉ có các đội đến làm khách ở đây có thể hiểu rõ nhất khi họ phải đối đầu với một lượng cổ động viên lớn và ở rất gần với các cầu thủ. Với việc được bổ sung rất nhiều những cầu thủ chất lượng, Paris Saint-Germain hứa hẹn sẽ trở thành một thế lực mới. Và để làm được điều đó thì ngày hôm nay họ sẽ phải đánh bại AC Milan. Trận đấu đã được bắt đầu và đội chủ nhà sẽ chiếm giữ phần sân bên trái màn hình nhỏ của các bạn. Marquinhos. Rất tốt. Hakimi. Cơ hội dứt điểm. Không được. Cú dứt điểm rất mạnh nhưng rất tiếc là bóng đã đi không chính xác. Benacer. Một đường chuyền bóng dài. Tonelli. Di Maria. Một đường chuyền lên. Tonelli. Tonelli. Verratti. Đường chuyền chuẩn xác. Lionel Messi. Ibrahimovic. Verratti. Hakimi. Tình huống chơi bóng vào trong. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Sút xa. Một tình huống can thiệp rất đúng lúc. Hakimi. Di Maria. Pha góc xuống rất nhanh. Romagnoli. Verratti. Rất bình tĩnh. Tonelli. Cơ hội để phản công. Đã có một pha phạm lỗi. Góc sút là khá rộng và có thể nói đây là tình huống khá nguy hiểm. Cú dứt điểm là rất tốt nhưng rất tiếc là đã không có bàn thắng trong tình huống vừa rồi. Đá phạt không thành công. Trong một thế trận như thế này thì có thể phát huy hơn nữa những đường truyền từ cánh và trung lộ. Không hề có biệt vị. Mất bóng rồi. Tonelli. Đã có một pha phạm lỗi. Trọng tài đã không ngần ngại rút ra một chiếc thẻ vàng.
Tonelli. Tonelli. Rất nỗ lực. Verratti. Rất tốt. Hakimi. Chuyền bóng tốt. Cầu thủ này đã có pha phạm lỗi và trọng tài đã quyết định dừng trận đấu và cho đội bạn một quả đá phạt. Tonelli. Kessier. Tonelli. Giroud. Không được rồi. Tonelli. Kessier. Sẽ có một tình huống ngắm biển. Chuyền vào. Và xử lý rất hay. Bóng đã đi hết đường biên và sẽ có một tình huống phát bóng lên cho thủ môn. Hakimi. Verratti. Pha cắt bóng rất tỉnh táo. Còn 5 phút nữa là hiệp thi đấu thứ nhất sẽ kết thúc. Không được. Neymar. Xuất xa. Có mặt rất đúng lúc. Bóng ra ngoài sân rồi. Sẽ có một tình huống ném biên. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã kết thúc. Xin mời quý vị các bạn hãy trở lại phòng quay của đài truyền hình Khoai Bách để tiếp tục trò chuyện với chuyên gia Nhật Trường và Anh Trọng. Hiệp 1 đã diễn ra rất sôi nổi với nhiều tình huống nguy hiểm được cả hai bên tạo ra, nhưng vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi. Và kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất, tỷ số vẫn đang là không đều. Với việc được bổ sung rất nhiều những cầu thủ chất lượng, Paris Saint-Germain hứa hẹn sẽ trở thành một thế lực mới. Và để làm được điều đó thì ngày hôm nay họ sẽ phải đánh bại AC Milan. Một đường chuyền dài. Ibrahimovic. Kessié. Kessié. Không được. Hakimi. Lionel Messi. Ibrahimovic. Pha đi bóng rất quyết tâm. Sergio Ramos. Di Maria. Đã có một pha phạm lỗi. Đây là tình huống đá phạt có thể nói là khá nguy hiểm và chứa đựng không ít rủi ro. Chuyền vào. Cơ hội tấn công. Như vậy là cầu thủ này vẫn có thể tiếp tục thi đấu. Calabria. Không khí trên các khán đài đang rất nóng nhiệt. Ibrahimovic. Hakimi. Lionel Messi. Một đường chuyền dài. Sẽ có một tình huống ném biên. Sẽ có sự thay đổi người. Hernandez.
Tonelli. Rất tốt. Như vậy là họ đã giành được quyền kiểm soát bóng. Pha phản công. Đi bóng rất tự tin. Đường truyền sang cánh khá tốt. Tình huống pha bẫy biệt vị. Một cú sút. Pha dứt điểm là không đủ hiểm ốc. Thiếu chút nữa thì hàng phòng ngự phải trả giá đắt khi cầu thủ này có được khoảng trống và tung ra cú dứt điểm rất nguy hiểm. Tonelli. Bakayoko. Hernandez. Một quả ném biên. Hernandez. Phòng thủ rất hay. Sẽ có một quả ném biên. Chia bóng vào vòng cấm địa. Không được. Mặc dù đã rất cố gắng nhưng rất tiếc là đã không có bàn thắng được ghi. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Lấy bóng rất đơn giản. Với một thế trận như thế này thì đội chủ nhà sẽ rất khó để có thể áp đặt được lối chơi theo cách mình muốn, khi mà đội khách đang chơi quá kín kẽ và kỷ luật. Kylian Mbappe. Chuyển vào trong. Ngoài kênh Fightback TV, các bạn có thể theo dõi trận đấu này trên kênh Fightback Cộng 1 hoặc Fightback Phong Cách với chất lượng hình ảnh rất sắc nét. Brahim. Cơ hội tấn công. Bakayoko. Anh sẽ làm gì đây? Dứt điểm. Các cầu thủ đang tỏ ra rất nôn nóng để tìm kiếm bàn thắng. Các khán giả trên sân đang cổ vũ rất nhiệt tình. Draxler. Rất hay. Trọng tài đã thổi biệt vị trước đó. Đường chọc khe. Dứt điểm. Bóng đã được phá ra. Bóng ra ngoài sân rồi. Sẽ có một tình huống ném biên. Bóng ra ngoài sân rồi, sẽ có một tình huống ném biên. Chuyển vào trong. Một tình huống làm thoát tim các cổ động viên. Florenzi. Pha phòng ngự tỉnh táo. Florenzi. Calabria. Trận đấu đã kết thúc. Chắc chắn sau trận đấu này cả hai huấn luyện viên sẽ phải có cái nhìn khác về đối thủ của mình.